bao da điện thoại màn hình gập Virtu Everlip được chế tác từ da cá cao cấp, mang đến sự sang trọng và đẳng cấp cho chiếc điện thoại Virtu Everlip. Da cá có kết cấu vậy tự nhiên với các họa tiết độc đáo, mang lại vẻ đẹp sang trọng và khác biệt. Mỗi miếng da cá có một họa tiết vậy riêng biệt, không giống nhau, tạo nên sự độc đáo và cá tính cho sản phẩm. Da cá giữ màu sắc lâu bền, không bị phai màu theo thời gian, giúp sản phẩm luôn được sự mới mẻ và sáng bóng dù đã sử dụng lâu dài. Đồng thời, chất liệu này còn mang lại cảm giác mềm mại và mịn màng khi chạm vào. Mỗi chi tiết trên bao da đều được chăm chút tỉ mỉ, từ đường chỉ mai đến các đường nét hoàn thiện, đảm bảo sự hoàn hảo không tì vết. Da cá nổi tiếng với độ bền vượt trội, với cấu trúc da dày và vững chắc, nó chống lại sự mài mòn, chảy xước và va đập tốt hơn nhiều so với các loại da khác. Điều này giúp sản phẩm giữ được hình dáng và chất lượng lâu dài. Ngoài ra còn có khả năng chống nước tốt, giúp bảo vệ sản phẩm khỏi các yếu tố môi trường như độ ẩm và nước. Bề mặt da cũng dễ dàng vệ sinh và bảo trì, chỉ cần lau chùi nhẹ nhàng để duy trì sự bóng bẩy và mới mẻ. Mặc dù da cá có độ dày cao, nhưng nó vẫn giữ được sự thoáng khí tốt, giúp bảo vệ thiết bị mà không làm mất đi sự thoải mái. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các sản phẩm cần sự bảo vệ chắc chắn, nhưng vẫn cần giữ được tính năng thoáng khí.